với một quyền năng và sức mạnh để ban cho con người. Vì Đức Chúa Trời ban sự sống từ trong Kinh Thánh ra cho con người. Hi, xin chào các bạn và tất cả quý vị anh chị em nhé. Thì trong đức tin và niềm tin trong Cứu Chúa Jesus Christ thì chúng ta lại được gặp nhau và biết đến nhau. Thì trong cái video này, bài học mà Lộc muốn chia sẻ với tất cả anh chị em đó là một cái giới thiệu tổng quan cụ thể về Kinh Thánh. Cái bài học này là bài học nền tảng cơ bản, thì nó sẽ không có những cái nghiên cứu chuyên sâu, thì chúng ta sẽ có những cái giáo trình về nghiên cứu chuyên sâu với Kinh Thánh khác được sâu sắc hơn, nhưng đây sẽ là giới thiệu những cái điều quan trọng, yếu tố chắc chắn nhất, đó là nền tảng xác quyết về Kinh Thánh nhé mà chúng ta cần phải biết. Thì cái bài học này mang một cái mục đích, đó là giúp chúng ta không hiểu nhầm về Kinh Thánh và không hiểu sai về mục đích mà Kinh Thánh được Chúa viết ra. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ không hiểu sai cái mục đích và giúp chúng ta tìm được quyền năng nơi chân lý lời của Đức Chúa Trời các bạn. Đây là ba cái mục đích quan trọng nhất, vì hầu hết tất cả chúng ta đều có Kinh Thánh ở trong nhà, nhưng chúng ta lại không lấy được cái quyền năng mà Kinh Thánh đang mang ở bên trong, đang có ở bên trong. Thực ra Chúa đặt lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh với một quyền năng và sức mạnh để ban cho con người. Vì Đức Chúa Trời ban sự sống từ trong Kinh Thánh ra cho con người, Ngài giấu sự sống, giấu cái lẽ thật ở trong đó mà chúng ta lại không tìm hiểu về nó, thì chúng ta không tìm hiểu nó thì chúng ta sẽ không đạt được cái mục đích mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta chỉ coi nó như một cuốn sách bình thường, hay một cuốn sách cổ, một cuốn sách có giá trị về mặt tinh thần, hay là giá trị đạo đức, hay là một cái giá trị nào đó, nó không phải là giá trị mà Đức Chúa Trời muốn, mà Đức Chúa Trời tạo ra cuốn Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả mà Đức Chúa Trời cần. Chủ yếu trong Kinh Thánh chúng ta sẽ tập trung là về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đứng tập trung trong cái bài học này. Và chúng ta phải nhớ là chúng ta không phải là học về Kinh Thánh mà chúng ta học về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Các bạn nhớ nhé. Vì Kinh Thánh cũng giống như tất cả các cuốn sách khác, nếu như không có Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không học Đức Chúa Trời và không coi trọng và tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng tác giả của Kinh Thánh, thì Kinh Thánh cũng chỉ như là những cuốn sách khác. Dù gì thì Kinh Thánh cũng chỉ là những cuốn sách khác mà thôi. Ba câu hỏi chúng ta sẽ trả lời khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, đó là câu thứ nhất là Ngài là ai, Đức Chúa Trời là ai. Hai là Ngài đang làm gì, và cuối cùng là Ngài ra sao. Chúng ta phải biết là Kinh Thánh là cuốn sách của Đức Chúa Trời, Ngài chính Ngài bày tỏ về Ngài, thì chúng ta phải biết Ngài là ai, Ngài đang làm gì và Ngài ra sao, tức là Ngài là người như thế nào, tính nết, bản tính, thân vị Ngài tức là như thế. Ví dụ các bạn muốn tìm hiểu về Lộc thì các bạn hiểu được, phải biết là ô, ông Lộc này ông là người như thế nào, đạo đức ông ra sao, ông ấy tính ông như nào, ông thích cái màu gì hay như vậy, nên là phải tìm hiểu rồi. Thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan về Kinh Thánh nhé. Cái tổng quan chúng ta sẽ nhìn thấy như được bố trí giống tất cả cuốn sách khác mà tất cả các giáo sư sứ đồ ngày trước đã bố trí chúng ta. Vì Kinh Thánh nó được coi, Kinh Thánh được coi như là cuốn sách của Đạo Tin Lành, và nó cuốn sách là nền tảng, Kinh Thánh như là nền tảng, như là chân lý hoàn hảo. Thế nên là cái bố cục này nó là bố cục vững chắc nhé. Tức là cái nền tảng này không thay đổi, không dịch chuyển gì nữa cả. Nên là cái bố cục mà các bạn đang nhìn thấy đây, mục lục Cựu Ước Tân Ước và số chương số đoạn và chú thích ghi chú này thì nó là cái bổ sung thêm thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mục lục Cựu Ước Tân Ước số chương số đoạn, cái tức là cái mà bạn hình mà bạn đang nhìn thấy đây, cái này là bố cục nền tảng quan trọng và căn bản, không hề thay đổi, không hề dịch chuyển. Nó là cái nền tảng để gây dựng nên Đạo Tin Lành của Đức Trời, Đạo Tin Lành của Chúa nhá. Chúng ta không bao giờ thay đổi cái này, và cái này là rõ ràng và xác quyết nhá. Chúng ta sẽ có cái mục lục của chúng ta là chia là Cựu Ước và Tân Ước. Thì Cựu Ước là những cái sách được viết trong khoảng thời gian Chúa Giêsu chưa giáng thế làm người. Chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu giáng thế làm người phân đôi dòng lịch sử. Và những cái sách nào trong Kinh Thánh, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách, mà Kinh Thánh là tổ hợp rất nhiều cuốn sách khác nhau. Thì những cái sách nào được viết vào cái thời kỳ trước khi Chúa Giêsu giáng sinh thì cuốn sách đó là gọi là cuốn sách thuộc Cựu Ước.
cựu tức là cổ, còn tân ước là mới. Ước là giao ước các bạn nhé, ước là giao ước, cựu ước tức là giao ước cũ, còn tân ước chính là giao ước mới. Thì tất cả những gì được chép sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, các sách sau Chúa giáng sinh thì nó là tân ước. Các bạn nhớ như vậy, ước là giao ước, cựu là cổ, tân là mới. Thì bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ tân ước đúng không, là thời kỳ của giao ước mới. Chúng ta không bị lệ thuộc vào giao ước cũ nhiều nữa, có những cái của giao ước cũ được Chúa Giêsu hoàn thiện thì là chúng ta đã giải quyết, và cái gì giữ lại chúng ta sẽ giữ lại, còn những cái gì được Chúa Giêsu thay đổi chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sống trong giao ước mới. Thì là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cựu ước có 39 sách, có 39 sách, còn trong tân ước thì chỉ có 27 sách thôi. Số lượng chương của sách cựu ước, số lượng chương, lượng từ, lượng chữ nó gấp khoảng gấp đôi tân ước, gấp đôi tân ước. Các bạn có thể học thuộc cái số chương này, số chương của tân ước, cựu ước. Chúng ta sẽ lấy 39 này, 3 nhân 9 bằng 27, tức là 39 cựu ước và 27 tân ước. Thì đấy là cách học. Các bạn sẽ biết được là năm sách ngũ kinh của Môi-se là năm sách đầu tiên của cựu ước, sẽ là sáng xuất lê dân phục, sáng xuất lê dân phục này. Rồi tiếp theo là 12 sách lịch sử, các bạn sẽ nhìn thấy 12 sách lịch sử, 5 sách văn thư, sau đấy 17 sách tiên tri, và sau đó là 27 sách tân ước. Thì nó sẽ có 4 sách phúc âm, ma mát nu răng, rồi sau đó là ta sẽ có sách công vụ sứ đồ làm sách lịch sử. Sau khi kết thúc sách lịch sử, ta sẽ có các thư tín của sứ đồ Phaolô, và ta có đúng 15 thư, 15 thư, các bạn cứ nhớ 15 thư nhé. Sau đó chúng ta sẽ có hai sách của sứ đồ Peter, ba sách của sứ đồ Giăng, một sách của ông Jude, và còn lại là sách Khải Huyền. Đó. Cái Khải Huyền là sách tiên tri của sứ đồ Giăng. Trước khi ông chết thì Chúa đã hiện ra và nói với ông ở đảo Bác Mô. Rồi, chúng ta sẽ có một cái tổng quan như vậy thôi, nó sẽ không nói kỹ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao ước cũ mà Đức Chúa Trời dùng ông Môi-se để ban cho dân sự của Chúa, và Ngài phán bằng lời trực tiếp mà hiện ra với ông Môi-se thì được chép vào trong Kinh Thánh, và ông Môi-se bắt đầu viết lại các sách Kinh Thánh, viết lại các sách Kinh Thánh trong sự mặc khải của Chúa, và từ đó Kinh Thánh bắt đầu được hình thành và được viết ra. Và Kinh Thánh được công bố là lời của Đức Chúa Trời, tức là không phải lời của ông Môi-se, hay là không phải là lời của bất cứ một người nào, không phải lời văn tự của một tiên tri hay của một người nào, mà chính là tại sao chúng ta gọi Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà không phải là lời hay là ý viết của con người. Mặc dù là do con người viết ra nhưng mà là do Đức Chúa Trời sử dụng con người đấy. Tôi sẽ nghiên cứu câu Kinh Thánh Timôthê nhì chương 3 câu 16 nhé. Thì là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn để có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Thì thực ra ta sẽ nhìn thấy cái sự mục đích mà Đức Chúa Trời tạo ở Kinh Thánh, đó là dạy dỗ này, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Điều quan trọng nhất là dạy người trong sự công bình. Ở đây chúng ta sẽ nói là đạo nào cũng tốt đúng không, đạo nào cũng là dạy con người ta hướng thiện, thì Kinh Thánh cũng vậy đó, Kinh Thánh cũng dạy người ta hướng thiện, nhưng mà điều này nó không phải, nhưng mà cái điều này nó không phải là cái tính chất của đạo tin lành, mà đạo tin lành nó nằm ở cái việc đó là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời muốn con người có được, con người có được nhé. Sự công bình của Đức Chúa Trời nó khác với tất cả công bình của thế gian này, tất cả đạo đức của thế gian này nó vượt trội hơn tất cả những điều thế gian này. Điều quan trọng ta phải biết trong cái phần này đó là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và dạy về sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình của Đức Chúa Trời nó vượt trội hơn tất cả mọi sự công bình của thế gian này, nó không bao giờ được phép mang ra để so sánh với tất cả sự công bình của thế gian này, bởi vì như vậy là Đức Chúa Trời sẽ buồn lòng, vì Đức Chúa Trời cao hơn các thần, là Chúa các Chúa, vua muôn vua, thần các thần, không thể được lấy Ngài và sự công bình của Ngài để so sánh với sự công bình của loài người hay bất cứ một lời kinh dạy, một cái vị giáo chủ nào khác, mà phải Chúa luôn là lớn nhất. Thì trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã sử dụng những con người là tiên tri của Ngài để viết lại những lời này của Ngài. Thì đôi khi Ngài phán cái điều Ngài muốn truyền dạy đó bằng tiếng nghe được thì chúng ta sẽ biết là Chúa đã làm điều đó. Thì đôi khi Chúa phán bằng những khải tượng, tức là trong linh họ nhìn thấy sự khải tượng. Khải tượng là sự nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó được ban cho từ trong linh,
Đó. Cái này chúng ta sẽ học tuần nào qua chúng ta sẽ hiểu. Còn chúng ta sẽ hiểu là sự khái tượng là một cái hình ảnh sẽ được thấy ở trong tâm linh, cũng giống như chúng ta bắt đầu tưởng tượng về về việc xây một cái nhà chẳng hạn. Nhưng mà đây không phải là chúng ta tưởng tượng, mà đây là Chúa ban cho cái hình hình ảnh đó, là cái sự khái tượng, là gọi là mặc khải từ Đức Trời, thì không phải là tưởng tượng nữa, đúng không? Tiếp theo là đôi khi ngài đặt cái sứ điệp này vào tâm trí, tức là đôi khi tâm trí chúng ta bị Thánh Linh dẫn dắt và Thánh Linh bắt đầu cho ta bày tỏ về một số cái lẽ nhật, lẽ thật mầu nhiệm, vì Thánh Linh là thần lẽ thật mà ngài đã làm cái chức vụ này từ trong cựu ước rồi, và ngài chính ngài Đức Thánh Linh là đấng trực tiếp đi vào trong tâm trí con người và giúp con người viết ra lời Kinh Thánh. Tiếp theo là ngài khiến cho các nhà tiên tri viết xuống cách chính xác những gì ngài phán với họ. Những gì không đến từ Chúa, không đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì sẽ không được phép liệt vào trong Kinh Thánh. Đó là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Có đôi khi chúng ta sẽ thường nhầm lẫn những cái lời của chúng ta với lời của Chúa, và chúng ta cứ tưởng là đó là Chúa phán, nhưng thực ra không phải, mà đó chính là tâm trí chúng ta suy luận ra, hay là cái lý trí chúng ta suy nghĩ ra. Nó không đến từ cái suy nghĩ đó, nó không đến từ Chúa, nên là Chúa đã khiến cho các tiên tri là phải phân tách được cái điều gì từ Chúa, điều gì không đến từ Chúa để liệt được vào Kinh Thánh. Đó. Ở đây ta sẽ có một câu Kinh Thánh bổ sung là trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đó, chúng ta phải nhớ. Đây là câu Kinh Thánh Nhì Phi-e-rơ chương 1 câu 20. Các bạn nhớ câu Kinh Thánh này. Đó là tất cả những sự mầu nhiệm, lời tiên tri hay là một lời làm trong Kinh Thánh không phải là con người có thể tự có phải ý nghĩa mà giải thiên ra được. Đó. Kinh Thánh nó không phải là ý tưởng của con người, các bạn nhớ. Đây là mình sẽ củng cố cái điều này. Kinh Thánh là lời Đức Trời và Đức Trời chính là tác giả, và Ngài đã viết cuốn Kinh Thánh này trải qua 1.600 năm. Chính Đức Trời đã làm điều đó, và Ngài sử dụng hơn 40 người để giúp Ngài hoàn thiện. Và trong khoảng 40 người được Chúa sử dụng để viết ra cuốn Kinh Thánh thì ngoại trừ ông Luca là viết sách Phúc Âm của mục Luca đấy, thì là người nước người ngoại quốc, không phải là người Do Thái, thì còn đâu tất cả là người Do Thái hết. Gần 40 người đó thì chỉ có một bác sĩ Luca là viết Phúc Âm của Luca là không phải là người Do Thái, các bạn nhớ. Và chủ đề trong Kinh Thánh là nói với Đức Chúa Trời. Chủ đề của toàn bộ Kinh Thánh sẽ không được thay đổi, luôn luôn vây quanh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là cuốn sách trực tiếp nói với Đức Chúa Trời và luôn luôn vây quanh, vì chính Ngài đã viết ra điều đó. Ta đã biết được rằng là Kinh Thánh của ta gồm 39 cựu ước, 27 sách tân ước và không thay đổi, không thêm thắt gì nữa. Chúa đã hoàn tất Kinh Thánh rồi, hoàn thiện Kinh Thánh rồi. Còn cái điều quan trọng mà Lộc muốn khẳng định các bạn đây là Kinh Thánh không phải là ý tưởng, không phải là ý nghĩ, không phải là sự tưởng tượng của con người về Đức Chúa Trời, hay là không phải là bịa đặt, không phải là một cái lời người ta tự nghĩ ra để viết ra, hay là một cái gì đó mà một cái gì đó người ta mang ra để buôn thần bán thánh. Các bạn phải nhớ, chúng ta phải sống bằng Kinh Thánh, chúng ta không sống bằng lời dạy của mục sư, hay sống bằng lời dạy của giáo hội, hay là sống bởi lời dạy của tín lý này hay là đạo lý kia. Chúng ta sống bởi lời dạy của Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh được bó gọn, được Đức Chúa Trời hoàn thiện, nó là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Ta phải nhớ, ta sống bằng nền tảng quan trọng nhất là Kinh Thánh. Tất cả mọi thứ giáo lý, mọi lời dạy, mọi sự giảng dạy chúng ta phải so sánh lại với Kinh Thánh. Sai lệch Kinh Thánh chúng ta phải loại bỏ ngay, không chấp nhận nó. Các bạn nhớ như vậy. Các bạn nhớ này, Kinh Thánh được viết ra bởi 40 người trải qua các thời đại và trải qua các vị trí địa lý khác nhau và trong tất cả các nền văn hóa khác nhau, nhưng nội dung không thay đổi. Nếu như không phải là Đức Chúa Trời viết, nếu như không phải bởi một người viết, thì 1.600 năm thì không thể nào 1.600 năm trôi qua lại đồng chung một ý tưởng, lại đồng chung một nội dung được, lại đồng chung một ý nghĩa được. Các bạn phải nhớ như vậy. Đây là sự khác biệt của Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải viết trong một năm hay 10 năm, không phải 100 năm của một đời người, mà viết bởi một Đức Chúa Trời hằng sống, viết 1.600 năm nhưng nội dung không hề thay đổi. Nếu như mà ý tưởng của con người, nếu là do con người tưởng tượng ra có Đức Chúa Trời thì con người sẽ tưởng tượng, mỗi người tưởng tượng một cách khác nhau và sẽ không bao giờ
40 người sống trong các thời đại khác nhau, vị trí địa lý khác nhau, nền văn hóa khác nhau, họ lại tưởng tượng giống nhau cùng một nội dung được. Các bạn phải nhớ. Thế nên các bạn phải hiểu là Kinh Thánh không phải bởi họ viết mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho họ viết, bằng chính Ngài Đức Chúa Trời là đấng viết ra Kinh Thánh. Và chủ yếu Ngài cũng thông điệp cho toàn nhân loại. Rất nhiều người không hiểu về cái thông điệp của Đức Chúa Trời, chỉ nghĩ rằng thông điệp và đạo luật của Đức Chúa Trời chỉ dành cho người Do Thái mà thôi. Không phải, mà thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho toàn nhân loại, không chỉ dân Israel hay là người Do Thái, mà cho toàn nhân loại. Mục đích của Đức Chúa Trời quan trọng nhất là Đức Chúa Trời muốn gắn kết với con người, tương giao với con người, nói chuyện với con người qua Kinh Thánh. Lời mà, chữ mà Đức Chúa Trời muốn truyền đến cho con người, Ngài muốn tương giao với con người. Các ngươi là kẻ làm chứng ta và là đầy tớ ta, đã chọn hầu cho các ngươi được biết và tin ta và hiểu rằng ta là Chúa, chẳng có Đức Trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Ê-sai chương 43 câu 10, đây là tiên tri Ê-sai viết về câu Kinh Thánh mà Đức Trời mặc khải cho ông. Đức Trời muốn người Do Thái làm chứng về Ngài cho toàn nhân loại, từ người Do Thái, từ dân tộc Do Thái mà toàn nhân loại này biết về Đức Trời. Chủ đề là các bạn phải hiểu trong Kinh Thánh là Đức Trời phải là đấng có quyền nắm quyền tể trị tối cao. Nên đọc có nói các bạn là Kinh Thánh công bố về sự công bình của Đức Trời, công bố về bản thể Đức Trời, công bố về tính nết của Đức Trời. Điều đó không được so sánh, không được mang ra luật pháp của Đức Chúa, lời Đức Trời không được mang ra so sánh với tất cả những lời dạy của con người ở đời này, bởi vì Đức Trời cao hơn như thế rất là nhiều, ta không được so sánh. Và nhớ, hãy tránh so sánh Đức Trời với những các thần khác. Nếu như mà các bạn so sánh Đức Trời với các thần khác thì các bạn phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động với cái sự so sánh đó là vâng, và Ngài luôn luôn bảo vệ lời Ngài vì Ngài có quyền tể trị trên tất cả mọi thứ. Các bạn phải hiểu như vậy. Sự tể trị của Chúa ở trong Kinh Thánh đó là sự phải tể trị. Vì Đức Chúa Trời là Chúa ban đầu, là đấng thượng cổ. Đó. Vậy hãy giao truyền, hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau từ đời xưa ai đã giao ra sự này, ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ. Há chẳng phải ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là cứu Chúa ngoài ta. Hỡi các ngươi, hết thảy ở các đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Đó là điều quan trọng nhất các bạn phải nhớ. Nếu các bạn so sánh lời Đức Chúa Trời và sự công bình ở trong lời Đức Chúa Trời với tất cả những cái lời dạy, lời lề luật, tất cả cuốn kinh sách của tất cả đạo lý trên đời này, các bạn phải hiểu rằng Đức Chúa Trời luôn ở vị trí cao nhất, so sánh nhất với Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ Đức Chúa Trời ở vị trí thứ nhất, chẳng có Chúa nào khác, Ngài là đầu tiên và cho đến cuối cùng. Kinh Thánh được lưu truyền đến chúng ta cực kỳ chính xác và nguyên vẹn. Lộc muốn cho các bạn biết cái điều này. Điều này là điều vô cùng quan trọng. Nhiều người sẽ nghĩ rằng 1600 năm trôi qua từ trước khi Chúa Giáng sinh, trải qua các cuộc thế chiến, trải qua các thời đại khác nhau, vậy Kinh Thánh có còn được nguyên vẹn và chính xác hay không? Thì chúng ta sẽ biết là trước nhất ta phải hiểu là các tiên tri, các người viết ra Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sử dụng, thì họ đã viết nguyên văn những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ, không có sự lệch lạc ở đây. Và những gì không có nội dung phù hợp, không có nội dung phù hợp thì đã được các giáo sư và các tiên tri sau này tổ hợp lại Kinh Thánh thì họ đã loại bỏ chúng rồi, các bạn phải nhớ. Và các bản sao sau này được thực hiện thì cũng được thực hiện một cách hết sức cẩn thận và vô cùng cẩn thận. Và các nhà giáo sư của Chúa đã tuyên bố về các bản chép tay, đó là họ đã sử dụng mọi biện pháp an toàn, dù là khó khăn hay vất vả đến đâu, để đảm bảo sao chép chính xác. Số chữ cái này trong mỗi sách đều được đếm, nghĩa các từ ở giữa sách là gì đều được nêu lên, các bạn phải nhớ. Thế cho nên là ngày hôm nay các bạn sẽ thấy là một ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta cũng có rất nhiều các bản dịch Kinh Thánh khác nhau để chúng ta luôn luôn có sự đối chiếu. Và đặc biệt là tiếng Anh là Kinh Thánh được dịch nhiều các bản dịch nhất qua các nền văn hóa, qua các nền thời đại. Kinh Thánh luôn luôn được dịch đi dịch lại, dịch đi dịch lại để chúng ta luôn có sự đối chiếu với cái bản gốc của nó. Tuy được chép bằng tay, ta thấy số lượng các bản cổ sao của Kinh Thánh là nhiều hơn bất cứ các tài liệu cổ nào khác. Các bản tài liệu cổ được tìm thấy có nội dung hết sức gần sát với nhau.
Cuốn sách nào sẽ được chép tay, được sao chép lại lần nữa? Chắc chắn nó sẽ là Kinh Thánh, được lưu truyền và lưu giữ cẩn thận nhất. Và khi các nhà khảo cổ họ tìm kiếm các bản khảo cổ và thấy nội dung của chúng sát gần đến nhau, chúng ta sẽ có một cái thông tin là vào năm 1947, cách thành Jerusalem khoảng 15 dặm, có một cậu bé chăn chiên ném một viên đá vào một trong hang đá, hy vọng là dọa đuổi được một trong những con chiên của cậu ta đi lạc vào hang đá. Thì cậu ta cũng nghe thấy tiếng bình gốm bị vỡ, và khi neo vào trong hang để xem xét thì cậu ngạc nhiên bởi vì cậu thấy những cái bình gốm đang chứa đầy những cái cuộn giấy cổ. Thì cậu báo cáo sự khám phá này cho các nhà học giả và nhà nghiên cứu cổ, thì họ đã tìm thấy hàng trăm những cuốn giấy gọi là những cuộn biển chết, vì nó nằm gần ở biển chết và được giấu bởi một cái tôn giáo trong cái thế kỷ đầu tiên trước công nguyên, tức là cái thế kỷ sơ khởi của trước công nguyên, tức là giấu đã rất là lâu rồi. Thì là các học giả đã lấy những cuốn sách cách nhau hơn cả nghìn năm của trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh và sau khi Chúa Giêsu Giáng sinh để so sánh với nhau, và họ thấy là không có cái sự khác biệt nào lớn về cái mặt văn bản dù đã cách nhau hơn 1.000 năm, và Đức Trời đã bảo tồn lời ngài một cách cực kỳ vĩ đại như vậy. Và việc tìm thấy những cuộn biển chết này thì bao gồm hầu hết các sách trong Cựu Ước, chỉ ngoại trừ sách ECT là sự khám phá của thế kỷ 20 của ngành khảo cổ, tức là rất là mới. Sự khám phá này đã xóa tan đi mọi sự nghi ngờ của con người về tính không xác thực của các bản sao Kinh Thánh đã được lưu truyền trước đó. ECT, thì các bạn sẽ đọc cuốn sách ECT cũng là một cuốn rất là tuyệt vời. Và trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1956, các nhà khảo cổ đã tìm ra hơn 800 cuốn sách cổ xưa trong 10 hang động khác, và 30% các tài liệu đó là các bản sao Kinh Thánh chép tay và phần nhiều đã bị rách thành nhiều mảnh. Nhưng mà so sánh với các cuộn biển chết thì là bằng chứng cho thấy Đức Trời đã bảo tồn lời ngài và là một tài liệu quý giá giúp đỡ cho việc sao chép và dịch thuật Kinh Thánh được chính xác hơn và rõ ràng hơn rất là nhiều. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy những cuộn biển chết đây này. Đó. Đây là chúng ta sẽ có một số những cái bản khảo cổ khác, một số các bản khảo cổ khác được tìm thấy. Thì ta sẽ có bản Zenliza được chép vào năm 400 sau Chúa, 400 sau khi Chúa Giêsu Giáng sinh. Gồm nhiều sách trong Cựu Ước bằng tiếng Hebrew và tiếng Aram được tìm thấy vào năm 1947 tại nhà hội của người Do Thái ở Ai Cập. Rồi tiếp theo sẽ có Masoreti được tìm thấy trong những năm 500 đến năm 900. Đó. Tiếp theo là có bản Kaizokot Dech do dòng họ Ben Asher thực hiện vào năm 895 AD sau Chúa. Rồi tiếp theo là bản Aleppo Codex cũng vậy, hoàn tất vào năm 950, tức là gần 100 năm, 80 mấy năm sau cái bản Caiseo này. Tức là đây là những bản khảo cổ mà được tìm thấy về cái sự lịch sử của Kinh Thánh. Thì Kinh Thánh được viết bởi ba ngôn ngữ. Ngôn ngữ thứ nhất là tiếng Hebrew, tiếp theo là tiếng Aram và cuối cùng là tiếng Hy Lạp. Thì tiếng Hy Lạp đa phần là được dùng trong các sách Tân Ước, tức là các sách nói về Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu. Còn tiếng Aram và tiếng Hebrew sẽ nói về các sách Cựu Ước. Ở đây các bạn có thể dừng hình cái video này và đọc những cái phần ở trên này, mình chỉ nói qua như vậy thôi. Thì toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước được viết từ khoảng năm 1400 trước Chúa đến năm 400, tức là viết trong khoảng 1000 năm. Còn toàn bộ Tân Ước thì được viết khoảng từ năm 45 sau Chúa đến năm 95 sau Chúa. Kinh Thánh kỹ thuật lịch sử một cách chính xác từng chi tiết nhỏ về dù là địa điểm, văn hóa, tên người hay niên đại. Nếu các bạn nghiên cứu Kinh Thánh thì các bạn sẽ hiểu được cái sự vĩ đại đức của Chúa. Nếu các bạn nghiên cứu kỹ Kinh Thánh thì các bạn sẽ hiểu được cái sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va, của Chúa. Đó là lời ngài được lập vững bền đời đời. Chúa ban cho cái người Do Thái họ có một cái sự ghi chép nó rất là cụ thể, chính xác, rõ ràng địa điểm, ngay cả đến cái thời điểm bây giờ là năm 2021 chẳng hạn. Nhưng mà nếu như là một người Do Thái chính gốc, họ vẫn biết là họ là dòng dõi của ai, họ vẫn là có biết là họ là chi tộc nào, dòng dõi của người nào, họ vẫn có cái sự ghi chép nó kinh khủng như vậy. Cho nên Kinh Thánh được kỹ thuật bởi những người Do Thái, nó có những cái chi tiết rất là nhỏ vẫn được kỹ thuật một cách rất là rõ ràng,
rất là rõ ràng và không có sự mờ ám từ cái việc địa điểm, văn hóa, tên người hay niên đại hay là cách văn phong, cách viết của Kinh Thánh cũng rất là perfect, hoàn hảo. Bởi vì người Do Thái họ có một cái sự kỹ thuật về lịch sử rất là tuyệt vời. Các bạn đọc Kinh Thánh bạn sẽ thấy được chính Kinh Thánh sẽ làm chứng về Kinh Thánh là sự chính xác, là Kinh Thánh là lời Đức Trời. Thì ở đây mình sẽ nói qua một cái phần rất là quan trọng, là có rất nhiều người dùng Kinh Thánh để giải đáp những cái vấn đề nan đề trong đời sống, hay là dùng Kinh Thánh để áp dụng vào kinh doanh, dùng Kinh Thánh để áp dụng vào những cái công việc khác nó không liên quan đến sự cứu rỗi, hay là liên quan đến Đức Chúa Trời và sự bày tỏ của Đức Chúa Trời với con người. Thì tất cả những điều đó thì nó không phải là một điều sai, mà nhưng mà cái điều đó nó không phải là cái mục đích quan trọng và tối cao nhất mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải sử dụng Kinh Thánh. Kinh Thánh có thể là cái nơi đó, là cái nơi mà chúng ta tìm thấy cách sống trong hôn nhân, cách sống thành công, cách tiết kiệm tiền bạc, cách lao động, cách làm giàu, hay tất cả ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh, có thể sử dụng Kinh Thánh áp dụng vào những cái kinh doanh. Nhưng mà chúng ta phải nhớ này, Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết về Ngài là đứng như nào qua Kinh Thánh. Kinh Thánh là giúp chúng ta có mối liên hệ với Ngài bây giờ và mãi mãi, giúp chúng ta hiểu về Ngài, biết về Ngài. Biết về Ngài là Đức Trời có quyền tối cao và quyền tể trị, và Đức Trời luôn tương giao với loài người qua Kinh Thánh của Ngài. Đức Trời dùng Kinh Thánh để nói chuyện với loài người. Các bạn phải nhớ như vậy. Có rất nhiều người nói tôi muốn nghe tiếng Chúa, xin Chúa hiện ra để phán với tôi. Không, Đức Trời đã ban Kinh Thánh cho loài người rồi. Vì Đức Trời không thể hiện ra với một con người tội lỗi được. Vì Đức Trời là thánh khiết, chúng ta cứ học về Kinh Thánh sẽ biết. Đó. Các bạn phải nhớ cái mục đích quan trọng nhất của Kinh Thánh nhé. Đừng để nó chỉ là một cuốn kinh thánh giải quyết những nan đề trong đời sống mà thôi. Tiếp theo là Kinh Thánh là một thông điệp rất là quan trọng với con người, nên là chúng ta không chỉ lấy Kinh Thánh để đọc mà chúng ta hãy nghiên cứu Kinh Thánh nhé. Có rất nhiều các vấn đề trong cuộc sống nó lôi chúng ta ra khỏi cái sự nghiên cứu Kinh Thánh, như công việc, gia đình, nhà cửa, giải trí, học tập, tivi, phim ảnh, tạp chí, rồi tất cả những cái tài liệu khác sẵn có, tiểu thuyết hay là chuyện dài, chuyện ngắn, thơ văn, rất nhiều cái ấn phẩm, rồi các cuốn kinh, rồi đạo, sách đạo đức, rồi sách dạy về điều này điều kia, nó có rất nhiều trên thế giới, rất nhiều người học giả họ viết ra. Nhưng cái vấn đề ở đây nó là như thế này, đó là chỉ có Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất trực tiếp bày tỏ với Đức Trời, và Đức Trời dùng Kinh Thánh, Ngài dùng Kinh Thánh để nói về chính Ngài. Ngài bày tỏ chính Ngài qua Kinh Thánh, chỉ có Kinh Thánh thôi. Nên các bạn đừng coi Kinh Thánh như các cuốn sách khác dạy về công việc làm ăn, hay là dạy về gia đình, giải trí, học tập, hay là coi Kinh Thánh như là để giải trí, hay là coi một cuốn sách để đầu giường để đọc, một cuốn sách gối đầu giường để đọc, hay là ok. Mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh. Điều này vô cùng quan trọng, các bạn phải nghiên cứu Kinh Thánh, bởi vì đó là thông điệp Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúng ta không nghiên cứu Kinh Thánh thì chúng ta sẽ không tìm thấy chân lý và sự cứu rỗi, sự sống trong Kinh Thánh, sự công bình của Đức Trời bày tỏ trong Kinh Thánh. Các bạn phải nhớ như vậy. Không, chúng ta không tìm được quyền năng trong Kinh Thánh, ta sẽ không nhận được cái điều Đức Trời muốn ban cho chúng ta, đó là sự cứu rỗi. Rồi thì chúng ta sẽ có một số các câu hỏi ôn tập, chúng ta kết thúc ở đây. Câu hỏi là những người viết Kinh Thánh là ai? Các bạn phải trả lời cho mình câu hỏi này. Và có bao nhiêu người được Chúa sử dụng, và họ có sống cùng thời gian với nhau không? Thì bạn có nhớ quốc tịch của họ hay không? Những người viết ra Kinh Thánh là họ quốc tịch nào? Kinh Thánh được hoàn tất trong bao nhiêu lâu? Và Kinh Thánh được viết bằng tiếng Anh có đúng không? Nguyên văn của Kinh Thánh có phải là bằng tiếng Anh không? Rồi tiếp theo các bạn phải trả lời là tác giả thật sự Kinh Thánh là ai? Các bạn phải nhớ tác giả thật sự là ai? Và tại sao phải nghiên cứu Kinh Thánh? Các bạn phải nghiên cứu Kinh Thánh là lý do tại sao? Rồi, và đến đây là sẽ kết thúc cái phần chia sẻ của mình về cái nền tảng về việc học viết về Kinh Thánh. Sự giới thiệu này nó là một sự giới thiệu cơ bản và cung cấp kiến thức cho các bạn, để các bạn có thể có những cái bước tiến đầu tiên để tìm hiểu những cái kiến thức tiếp theo. Và các bạn hãy trả lời cho mình những câu hỏi này và đặt cái sự nghiên cứu của mình về Kinh Thánh. Và các bạn phải biết Kinh Thánh chứa đựng lời của Trời, sự sống, sự công bình, sự ban cho Đức Trời dành cho chúng ta. Và chúng ta nếu không nghiên cứu cho Kinh Thánh, ta sẽ không nhận được bất cứ một món quà tuyệt vời nào Đức Trời dành cho con người. Các bạn phải nhớ như vậy. Hãy cùng Lộc nghiên cứu về Kinh Thánh và học những cái nền tảng được xác quyết bởi Kinh Thánh nhé. Và trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục gây dựng nhau về mặt kiến thức, nền tảng và tất cả những lời khích lệ, yêu dấu tốt đẹp dành cho tất cả anh chị em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bài học khác. Goodbye.